Kính chào các anh chị. Các chị ơi, chúng ta gửi lời chào tới nhau đi các anh chị. Dạ hello anh Thanh Quang. Dạ chào anh Tuân Nguyễn, cảm ơn anh. Chào bạn Vi Bùi từ Biên Hòa. Chào Rocky, cảm ơn Rocky. Cái áo đẹp quá phải không? Chứ không phải anh Huy đẹp trai quá phải không? À, bạn Mai Tân, VK đâu A là sao bạn Mai Tân? Gửi lời chào tới mọi người, tới các anh chị đi bạn Tân ơi. Chào Trúc Lai, chào anh Paul JC. À, chúng ta gửi lời chào tới nhau, đồng thời chúng ta xướng tên địa danh lên các anh chị. Là một trong những biện pháp kết nối các anh chị. Chào anh Thanh Thiên từ Huế. Chào bạn Hoa Bất Tử, chào bạn Nam Hưng. Chào anh Văn Cương từ Sài Gòn. Kết nối đi các anh chị ơi. Chào anh Trương Nguyễn. Hai bạn Ni Kiều. Chào chị Tammy Nguyễn. Chào bạn Võ Tuấn Kevin. Chào chị Lisa Phạm. Rất là vui hôm nay có chị Lisa ghé nhà của Huy chơi. Cảm ơn chị. Chào bạn Trần Nam. Chào bạn có cái nick là bàn phím đen. Chào anh Minh Đức từ quận 6 Sài Gòn. Chào bạn Trọng Nhân từ Buôn Mê Thuột. Chào anh Hoàng Phúc, hôm nay áo đẹp quá Huy. Cảm ơn anh Phúc, cảm ơn các anh chị. Chào chị Tâm My Nguyễn từ Connecticut. Chào chào anh Tuân Nguyễn từ Cần Thơ. Xe nha rồi. Cảm ơn anh Tuân Nguyễn, cảm ơn tất cả các anh chị. Dạ, con chào thầy Thích Đạo Thành. Chào anh Tuấn Du, chào anh Joseph Tuấn Trần từ Australia. Chào anh Huy Phan từ Đà Nẵng. Kết nối đi các anh chị ơi. Xuống tên địa danh mình lên rồi kết nối đi các anh chị. Ai cảm thấy mình còn đơn độc trên con đường đi tìm tự do, lực lượng còn mỏng, chưa có những cái nhóm, những người rất là thân tín, bạn bè xung quanh mình, nhóm 3 hoặc 5 người thôi các anh chị, không cần nhiều nữa ha. Chúng ta cảm thấy còn đang đơn độc, khi nghe địa phương nào gần mình, chúng ta kết bạn đi các anh chị. Chúng ta kết nối với nhau. Chào chào bạn Bùi có cái nick tên tiếng Nhật thì tôi không biết. Bạn Bùi từ từ bên Nhật Bản, bạn nói là hôm nay là bên Nhật 11 giờ rồi sắp đi ngủ, buồn quá không nghe nói chuyện được. Không sao các anh chị, nếu mà có bị lệch múi giờ mà khuya quá các anh chị chịu khó nghe lại có khi tốt hơn nghe trực tiếp luôn đó các anh chị. Và chào anh Quang Nguyễn từ Manchester City của Vương quốc Anh. Chào anh Tania Lê từ Sydney, Australia. Chào chị Tuyết Trang từ Sài Gòn. Các anh chị ơi, chúng ta gửi lời chào tới nhau, đồng thời chúng ta kết nối bằng cách xướng tên địa danh, rồi chúng ta chia sẻ livestream này giùm Huy đi các anh chị. Dạ, chào chị Bích Đỗ. Chia sẻ các anh chị ơi. Chào anh Nguyễn Hà từ Hải Phòng. Chào bạn Nicholas Dương từ Washington DC, Hoa Kỳ. Chào chị Thanh Thủy. Cảm ơn chị, hôm nay rất là nhiều anh chị khen cái áo Huy đẹp. Cái áo làm cho Huy hết được khen rồi các anh chị. Hết được khen luôn. Như thường lệ, Huy sẽ dành ít phút đầu mỗi livestream để chúng ta gửi lời chào tới nhau như một cách là chúng ta giữ lại, làm sống lại một trong những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông bà người Việt chúng ta, đó là lời chào cao hơn mâm cỗ. Huy xin nhắc lại cho các bạn trẻ, các cháu đang xem livestream của Huy là dân tộc Việt chúng ta, ông bà Việt chúng ta luôn luôn là những người rất là chân tình và cởi mở, sống rất là nhân ái, hòa đồng. Gặp nhau là cười, gặp nhau là chào, sống rất là thân thiện nghe các anh chị, chứ không phải là những người mà gặp nhau là coi nhau là thế lực thù địch, gặp nhau là nghinh nghinh mắt trợn trợn, gặp nhau là muốn quánh, muốn đâm
muốn giải phóng. Không phải vậy, đó là cái nền văn hóa ngầm của chủ nghĩa cộng sản tạo ra. Còn văn hóa Việt của ông bà Việt chúng ta là lời chào cao hơn mâm cỗ, là ánh mắt chân thành, là nhìn thẳng nói thật, là nụ cười cởi mở và thân thiện, được hơn các bạn trẻ. Và cũng như thường lệ thì Huy sẽ dành ít phút đầu tiên để chúng ta xướng tên địa phương của mình lên. Để những người nào mà cảm thấy con đường đi tìm tự do mình mà còn đơn độc á, chúng ta sẽ kết nối với nhau nha các anh chị. Trước khi vào live stream thì Huy cũng có ít lời với các anh chị là hôm nay như thông báo là 20 giờ 30 phút thì Huy sẽ bắt đầu. Tuy nhiên có một số lý do trục trặc về mặt kỹ thuật thì Huy đã trễ với các anh chị khoảng gần 30 phút. Xin chân thành xin lỗi các anh chị. Kết nối đi các anh chị ơi. Dạ chào anh Hoàng Nguyễn từ Sài Gòn. Chào anh Phong Lê từ Sài Gòn. Hôm nay Sài Gòn rất là đông hay các anh chị. Ok, Huy sẽ dành ít phút đầu tiên để chúng ta chào hỏi và kết nối. Cũng như thường lệ thì Huy sẽ hát tặng cho các cô dì, các chú bác và các anh chị một bài hát mà các cô dì, chú bác và Huy yêu thích. Một số anh chị có nhắn tin yêu cầu. Huy sẽ tặng cho các anh chị bài hát để dành ít phút đầu cho chúng ta kết nối các anh chị. Xin mời các anh chị cùng nghe. Thank you.
Cảm ơn các anh chị. Dạ, cảm ơn các anh chị. Hôm nay có rất là nhiều lời khen các cô dì chú bác các anh chị dành cho cái áo của Huy đang mặc. Cái áo của Huy đang mặc chứ không phải là dành cho Huy. Nhưng mà Huy cảm thấy rất là vui các anh chị. Đây là một cái áo khoác, áo jacket. Có cái hoa văn, có cái đường nét của Hoàng Kỳ, lá cờ thiêng liêng của hồn thiêng sông núi của quốc gia dân tộc Việt chúng ta. Và đây cũng là một trong những biểu trưng mà những bọn độc tài cộng sản từ Trung Cộng đến Việt Cộng nó rất là sợ, rất là dị ứng. Tại sao các anh chị? Tại vì trong suốt chiều dài lịch sử mà từ giai đoạn chống Tây xâm của ông bà chúng ta, các triều đại phong kiến của triều Nguyễn mà bị thuộc địa của Pháp thì cũng có các triều đại chống Tây xâm, thì lá cờ Hoàng Kỳ xuất hiện lần đầu tiên ở dưới triều đại vua Thành Thái là một trong những biểu tượng đoàn kết dân tộc để chống giặc ngoại xâm. Thành ra suốt chiều dài đó, đến khi đây biểu tượng Hoàng Kỳ trở thành quốc kỳ của quốc gia Việt Nam với triều đại quốc trưởng Bảo Đại, thủ tướng Trần Trọng Kim. Sau đó thì với triều đại quốc gia Việt Nam của thủ tướng Ngô Đình Diệm, và sau tổng tuyển cử trưng cầu dân ý lần đầu tiên của dân tộc Việt Nam vào năm 1954, đầu năm 1955, thì lá Hoàng Kỳ, tức là cờ vàng ba sọc đỏ, chính thức trở thành quốc kỳ của nước Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì cho đến nay, Hoàng Kỳ vẫn là biểu tượng chống ngoại xâm, vẫn là biểu tượng của tự do, biểu tượng của lòng tự tôn, tự hào dân tộc Việt. Và chúng ta cũng đã nói với nhau rồi, chính thể Cộng sản Việt Nam, cái nhà nước mang tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, thực chất nó là một cái nhà nước xuất phát từ việc ăn cướp, cướp chính quyền của chính phủ quốc gia Việt Nam, rồi cướp miền Bắc, thỏa thuận với quốc tế cộng sản, đi đêm với nhau để cướp miền Bắc, xong sau năm 75 thì lại tiếp tục rước giặc về, nhận viện trợ của giặc cướp luôn miền Nam. Thì cho đến lúc này, từ năm 75 tới giờ, từ khi Cộng sản xuất hiện ở Việt Nam tới giờ, thì người dân Việt Nam cũng chưa bao giờ được một cuộc trưng cầu dân ý tổng tuyển cử, tổng bầu cử để bầu cái chính thể nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là Cộng sản Việt Nam lên làm chính quyền, lên nhiếp chính. Chưa bao giờ có một cuộc tổng trưng cầu dân ý như những năm 55 mà chính phủ đệ nhất Cộng hòa đã từng tổ chức ở miền Nam. Cho nên, về mặt lịch sử, về mặt sự thật, Hoàng Kỳ vẫn là quốc kỳ, vẫn là hồn thiêng dân tộc và vẫn là lá cờ chính nghĩa của dân miền Nam chúng tôi, dân miền Nam tự do chúng tôi. Miền Bắc cũng có rất là nhiều người tôn trọng Hoàng Kỳ, nghe các anh chị.
À, nhưng mà miền Bắc vẫn chưa bao giờ được bỏ một cái lá phiếu để tham dự cuộc tổng trưng cầu dân ý để chọn quốc kỳ, quốc ca, để chọn quốc hiệu, để chọn chính thể, để chọn quốc hội, để bầu tổng thống vân vân. Miền Bắc chưa từng có. Tức là nói gọn lại, cái chiếc áo tôi đang mặc, cái biểu tượng hoàng kỳ nó nằm ở trên chiếc áo này, nó đẹp là bởi vì tính chính nghĩa, tính chính danh, và nó mang hồn thiêng sông núi, hồn thiêng của dân tộc chúng ta. Phải không các anh chị? Phải không các anh chị? Và hôm nay tôi cũng mượn những phút đầu livestream để tôi muốn truyền cái tình yêu dành cho Hoàng Kỳ đến các anh chị và các bạn trẻ. Và các anh chị, các bạn trẻ hãy chịu khó tìm hiểu lại lịch sử dân tộc Việt chúng ta, đặc biệt là giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975. Đó chính là giai đoạn mù mờ mà các thế lực ngoại bang, Liên Xô, Trung Quốc và thế lực tay sai là Việt Cộng đã bôi xóa lịch sử, làm cho các thế hệ trẻ chúng ta không có biết sự thật lịch sử ở chỗ nào. À, cái bọn cướp chính quyền thì được được tôn vinh là chính quyền, thật ra nó là tà quyền. Còn quốc gia chính danh chính nghĩa, lá cờ chính danh chính nghĩa được người dân bỏ phiếu bầu chọn thì nó lại gọi người ta là ngụy quyền. Thì đây là điều rất là tráo trở đang tồn tại trên quê hương đất nước chúng ta, mà nó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho thế hệ này chúng ta bị trầm luân khổ ải, bị lâm vào cái vũng bùn nhơ của nhân loại này. Tại vì chúng ta không có biết, mù mờ về lịch sử, không biết được sự thật, sống trong sự giả dối thì chúng ta phải khổ rồi các anh chị. Chúng ta phải bị đày đọa thôi, đúng không các anh chị? À, cảm ơn các anh chị. À, như đã hứa với các anh chị, hôm nay Huy gặp gỡ các anh chị bởi livestream này với hai nội dung. Nội dung thứ nhất là nội dung về thế giới trên bờ vực chiến tranh và tình hình của Việt Nam trong cái cục diện trên bờ vực chiến tranh này. Và nội dung thứ hai cũng không kém phần quan trọng là đôi điều với các anh chị về cái được gọi là ngày báo chí Việt Nam, cái được gọi là báo chí Việt Nam. Tại sao Huy chọn hôm nay tới ngày 22 thì mới nói về ngày báo chí Việt Nam, trong khi cả đất nước Việt Nam đang rần rần tổ chức kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, nó đúng tên là báo chí cộng sản Việt Nam vào ngày 21, tức là ngày hôm qua. Ngày hôm qua họ đã tổ chức rồi. Rất là nhiều nhiều hoa, nhiều quà, nhiều bia rượu, tiệc tùng, rất là nhiều mồi, thịt cá, trứng sữa, rồi rất là nhiều bao thư, phong bì đã được trao cho nhau, trao cho lực lượng những người làm báo, các nhà báo, các phóng viên, các cộng tác viên làm báo dưới triều đại cộng sản, báo cộng sản trong suốt ngày 21 vừa qua. Thì nếu mà hôm qua mà tôi có nói nó cũng bằng thừa các anh chị. Hôm qua mà tôi có muốn chúc mừng họ cũng bằng thừa, hoặc là tôi có muốn nói sự thật về báo chí Việt Nam thì cũng bằng thừa, tại vì họ đang say mê, họ đang say mê. Thì hôm nay là lúc mà tôi nghĩ rằng rất là nhiều anh em làm báo đã tỉnh rồi, say cũng một ngày thôi chứ say ngàn đêm thôi chứ. Và các anh chị, những người mà đang muốn tìm hiểu sự thật về báo chí Việt Nam thì cũng là lúc phù hợp để chúng ta nghe, đúng không các anh chị? À, vấn đề này tôi đã từng có một bài viết cách đây cũng 2 năm, mà 2 năm, một bài viết về cái gọi là ngày báo chí Việt Nam. Thì chủ yếu, trước khi nói về bài viết này, tôi khẳng định với các anh chị là cho tới bây giờ Việt Nam cũng không có cái ngày gọi là ngày báo chí Việt Nam đâu, không có. Không có cái gọi là ngày báo chí Việt Nam. Tại sao ạ? Vậy cái ngày hơn 21 tháng 6 hôm qua, cả nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hơn 800 tờ báo, chưa tính là cả ngàn trang tin điện tử nữa, mà kỷ niệm rần rần, thì cái đó gọi là cái gì ạ? Cái đó gọi là cái gì các anh chị? Thì chúng ta quay ngược lại lịch sử, ôn lại cái lằn ranh lịch sử. Có một cái tờ báo được gọi là tờ báo Cộng sản đầu tiên, cách đây khoảng 92 năm, ngày 21 tháng 6 năm 1925, thì tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Anh chị nhớ cho rõ khúc này, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc, China. Tờ báo mang tên là Thanh Niên, do Quốc tế Cộng sản, một chi bộ Quốc tế Cộng sản mà do ông Nguyễn Ái Quốc đứng đầu đã sáng lập ra. Thì tờ nói tờ báo cho sang, cho thật ra nó là một cái tờ giấy A4, viết bằng tay, vẽ bằng tay,
bằng mực đen, tờ giấy A4 các anh chị, tờ giấy chúng ta hay in vẽ bằng tay. Đó chính là tờ báo đầu tiên của báo Đảng, báo Cộng sản đầu tiên ra đời. Thì đây là cái mốc mà cả Việt Nam lấy cái ngày 21 tháng 6 là ngày kỷ niệm báo chí Việt Nam, nhưng thực chất nó phải gọi là ngày báo Cộng sản, ngày báo chí Cộng sản Việt Nam thì mới đúng, phải không các chị? Đúng không ạ? Cái này nó có một cái trùng hợp rất là ngẫu nhiên là như vậy nè, mà tôi nghĩ chắc cũng không phải ngẫu nhiên, nó trùng hợp đúng quy trình thì mới đúng. Đó là gì ạ? Tờ báo đầu tiên mà Việt Nam đang kỷ niệm nó được ra đời tại Trung Quốc. Tại Trung Quốc, tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Đúng không các anh chị? Vậy là cả Việt Nam đang ăn mừng ngày thành lập báo chí Trung Quốc. Phải không? Phải không các anh chị? Phải không? Phải không? Cái tờ báo mà ra đời ở ở nước nào thì nó mang quốc tịch của nước đó. Cái món hàng mà sản xuất ở Trung Quốc thì nó phải made in China, chứ nó không thể nào made in Việt Nam được. Đúng không? Đúng không các anh chị? Phải không các anh chị? Nhà báo, phóng viên, các biên tập viên, các cán bộ lãnh đạo, phó tổng biên tập và tổng biên tập báo chí ở Việt Nam, các anh chị tới 20.000 người luôn, đông còn hơn quân Nguyên nữa. Phải không? Thì nó có trùng, có sự trùng hợp rất đúng quy trình là năm 1930 thì cũng chính ông Nguyễn Ái Quốc và những nhóm chi bộ của Quốc tế Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương tại tại Hương Cảng, Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập tại Trung Quốc. Ngày 3 tháng 2 năm 1930. Mà cái đảng của Trung Quốc đó, nó thành lập ở của Trung Quốc thì cái đảng nó của Trung Quốc, chứ có khi nào các anh chị thấy Đảng Cộng hòa của ông Trung mà thành lập ở bên Việt Nam mà được tranh cử tổng thống Mỹ không? Đảng Dân chủ của bà Hillary thành lập ở Trung Quốc mà được tranh cử tổng thống Mỹ không? Cái đảng thành lập ở đâu thì tổ chức mang quốc tịch ở nước đó. Vậy mà cái đảng của Trung Quốc nó đang lãnh đạo đất nước Việt Nam. Trùng hợp không các anh chị? Thì rõ ràng là ngày 21 tháng 6 quay trở lại, đó phải gọi là ngày ngày thành lập hoặc là ngày truyền thống báo chí Cộng sản thì mới đúng. Mà bỏ chữ Việt Nam luôn đi, ngày thành lập báo chí Cộng sản Trung Quốc. Thì nghe hợp lý hơn, tại vì nó thành lập ở Trung Quốc mà các anh chị. Đây, tờ báo này nó thuộc tổ chức trá hình mang cái tên là Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Nó chính là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương sau này đó các anh chị. Trụ sở tờ báo Thanh niên này nó không phải là tờ báo Thanh niên hiện nay ở Hà Nội, không phải nghe các anh chị. Trụ sở tờ báo Thanh niên ở Quảng Châu này đặt ở số 13A đường Văn Minh, Quảng Châu, Trung Quốc. Tới bây giờ vẫn còn, cái đường này vẫn còn. Cái trụ sở này thì có thể là Trung Quốc nó không có làm mà nó không có làm cái bi hay cái gì để tưởng niệm đâu, không có. Nhưng mà đó là lịch sử đảng gì đó. Thì cũng theo sách vở của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rằng tại tờ báo này, ông Nguyễn Ái Quốc vừa là tổng biên tập, vừa là phóng viên, vừa là biên tập viên. Ông viết rất là nhiều tin bài bằng viết tay, vẽ tranh, châm biếm, nhưng hầu hết đều không ký tên hoặc là ghi bút danh. Không có ký tên hoặc ghi bút danh. Tại vì tờ báo thì những tờ A4 viết bằng tay, vẽ bằng tay, mà một mình gọi là tự biên, tự diễn, tự đá bóng, tự thổi còi á. Rồi mà ghi bút danh, không lẽ ghi tên mình vô đại tờ báo của tôi, rồi mình nên tôi viết, mình nên tôi vẽ, mình nên tôi làm luôn. Thì nó kỳ quá, đúng không? Lúc đó thì chưa có bị cái bệnh lãnh tụ. Chưa có bị cái bệnh mà đứng phát biểu cầm micro mà ở trên có chữ Hồ Chí Tịch muôn năm. Mà ông Hồ Chí Tịch ông đứng ở dưới. Trời ơi, mình mà thấy cái bảng thí dụ như Quy đẹp trai muôn năm là chắc tôi tụ quần tôi chạy luôn, không kịp kéo lên luôn, chứ đừng có nói mà đứng phát biểu. Cái bệnh lãnh tụ nó nặng nề. Lúc đó thì chắc chưa bị bệnh đó, thành ra là chưa có ký bút danh nào hết. Thì tờ báo Thanh niên này có những nội dung chính gồm có 6 điểm. Nội dung thứ nhất là vạch rõ mâu thuẫn giữa dân tộc ta, là dân tộc Việt Nam nghe cái gì, dân tộc ta và các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc là không thể dung hòa được nữa. Điểm này quan trọng nghe cái gì, tức là chủ trương của Quốc tế Cộng sản là họ muốn truyền bá chủ nghĩa cộng sản đi rộng khắp thế giới, đặc biệt là những nước mà bị chiếm thuộc địa các anh chị, những nước gọi là nghèo đói, nói thẳng mẹ nó ra là những nước mang di mọi rợ đó. Nói gì cho dễ hiểu,
tức là những nước dân ngu cu đen cái đít đóng phèn á, thì họ muốn lợi dụng cái đám dân này để truyền bá chủ nghĩa cộng sản, chứ truyền bá ở những nơi văn minh khó lắm. Thì điểm đầu tiên muốn truyền bá chủ nghĩa cộng sản vào những nước này thì họ phải lấy cái vấn đề về dân tộc và thuộc địa đưa lên số 1, tại vì họ bị chiếm thuộc địa mà, thì họ bực bội lắm. Có nước nào mà chịu nước khác chiếm nước mình đâu, bực bội lắm, bực bội lắm. Thì đưa mâu thuẫn giữa dân tộc với các đế quốc chiếm thuộc địa là không thể dung hòa được nữa, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng bạo lực. Điểm thứ ba là lực lượng cách mạng là toàn dân, lấy công nông làm nền tảng, lấy công nhân và nông dân làm nền tảng. Tức là sao ạ? Tức là chúng ta không dung hòa với tụi đế quốc được nữa, không thể điều hòa được. Con đường cách mạng phải là con đường bạo lực. Ai bạo lực? Tụi bay á. Tụi bay bạo lực chứ không phải tao. Tụi bay á, tụi bay là công nhân với nông dân. Ai làm cách mạng? Tụi bay á. Nhưng mà thành quả cách mạng là tao hưởng. báo chí đảng nói vậy đó các anh chị, nó điếm thúi gì đó. Mà dân mình lúc đó đâu có nghĩ ra được. Các anh chị thấy ba điểm này hay không? Điểm thứ tư là gì ạ? Điểm thứ tư là người cách mạng phải hy sinh vì sự nghiệp và phải có phương pháp cách mạng đúng. Luôn luôn nó tuyên truyền người làm cách mạng phải biết hy sinh, tức là tụi công nông tụi bay phải biết hy sinh, chết cũng phải nhào vô làm cách mạng. Tụi đế quốc là không thể dung hòa được nữa, cách mạng là phải bạo lực. Tụi bay chính là nòng cốt và tụi bay phải biết hy sinh. Ai hưởng? Tao hưởng. Tao hưởng. Điểm thứ năm, con đường cách mạng cần phải có đảng cộng sản lãnh đạo và tổ chức để quần chúng đấu tranh. Cái điểm này là ghê lắm nha, nó đặt tuốt số 5 để cho nhân sĩ trí thức được nhìn vô cũng tưởng là con đường của tụi cộng sản, nhất là tụi báo chí cộng sản, tưởng là con đường đó nó ôn hòa lắm, nó không có cực đoan đâu. Tại vì nó đẩy cộng sản xuống tuốt ở dưới, người ta nhìn thấy. Phải cần có đảng cộng sản lãnh đạo, lấy công nông làm lực lượng chính, cần phải có đảng cộng sản lãnh đạo. Ai là đảng cộng sản? Tao. Ai lãnh đạo? Tao. Ai làm cách mạng? Tụi bay. Ai hy sinh? Tụi bay. Ai hưởng công? Tao. Và điểm thứ 6, cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường cách mạng của cách mạng tháng 10 Nga. Cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường của cách mạng tháng 10 Nga mới giành được thắng lợi. Điểm thứ 6. Cuối cùng là sao ạ? Dí đầu dân ngô cu đen vô Liên Xô. Vô mô hình Liên Xô. Thì suốt chiều dài tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam là bởi đích Liên Xô. Liên Xô sụp đổ, trở qua bởi đích Trung Quốc. Các anh chị thấy rõ ràng. Ban đầu hình thành là để dí dân trên chúng ta vô bởi đích ngoại bang được. Con đường cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường cách mạng tháng 10 Nga mới giành thắng lợi. Trời ơi, nó dốc. Nó dốc. Tờ báo Đảng Cộng sản đầu tiên đã biết nó dốc. Đã biết điếm thúi rồi. Tại sao ạ? Tại sao điếm thúi ạ? 6 điểm này các anh chị thấy. Mâu thuẫn, điểm thứ nhất là mâu thuẫn giữa các dân tộc và các nước đế quốc. Các dân tộc bị thuộc địa và các nước đế quốc không thể nào dung hòa, điều hòa được nữa. Điểm này là nó dốc. Cho tới bây giờ nước Úc vẫn là nước thuộc địa của Vương quốc Anh. Đúng không các anh chị, đúng không các bạn trẻ? Cho tới bây giờ Australia vẫn là thuộc địa của Anh. Khoái quốc tịch Australia không? Các bạn nói thiệt đi. Nói thiệt câu một hả? Nói thiệt câu một hả? Bây giờ khoái bỏ quốc tịch Việt Nam nhập quốc tịch Australia, chịu không? Các anh chị xạo, các anh chị nói không. Trời ơi, một năm hơn 5.000 người nhập quốc tịch Australia, toàn là con ông cháu cha của mấy thằng cộng sản không đó. Australia nó có không điều hòa được nữa với thực dân Anh đâu. Nó có tiến lên giải phóng thực dân Anh, đạp lên xác thực dân Anh để độc lập đâu. Vậy thì nó thực tế là vẫn có thể điều hòa được, vẫn có thể dung hòa được. Điểm đầu tiên thấy điểm thúi vậy. Mà quay trở lại chỗ này, nếu bỏ qua tất cả các giá trị khác, đặc biệt là giá trị tự tôn dân tộc, các anh chị tạm gác qua một bên đi. Thì bây giờ nếu chúng ta không đánh thực dân Pháp theo, không theo cộng sản đánh thực dân Pháp,
Bây giờ tệ lắm, tệ chúng ta là thuộc địa của Pháp thì cũng giống như Úc là thuộc địa của Anh, thì chúng ta là thuộc khối Liên Hiệp Pháp, chúng ta là Cộng hòa Việt Nam thuộc khối Cộng hòa Pháp, chúng ta mang quốc tịch Pháp, cầm passport Pháp. Tức là sao ạ? Tức là passport châu Âu, liên minh châu Âu đó, các anh chị có quốc tịch Pháp, anh chị đi khắp châu Âu. Bây giờ cầm passport Pháp chịu không? Nói thiệt câu đi. Nói thiệt câu đi. Nói thiệt ấy, nói thiệt nhau đi. Đánh thực dân Pháp, đánh cho đã, cầm passport Việt Nam nghe nó coi giống như cục bullshit vậy. Nó coi như cục bullshit vậy. Bây giờ thèm cái quốc tịch Pháp cũng chết luôn mà còn không được. Đúng không các anh chị? Rõ ràng đây là sự thật. Bỏ qua sự tự tôn dân tộc 4.000 năm văn hiến đi thì chúng ta thấy rõ ràng đây là sự thật. Đúng rồi. Rồi điểm thứ hai của báo chí Cộng sản, tờ báo chí Cộng sản đầu tiên, điểm thứ hai đưa ra. Con đường cách mạng của Việt Nam phải là con đường bạo lực. Tức là muốn độc lập dân tộc, muốn tự 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 cường, muốn cường thịnh, muốn văn minh phải bạo lực. Khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là con đường bạo lực. Trong khi đó cũng là thuộc địa giống hệt như mình. Giống hệt như mình, thằng Thái Lan nó có dùng bạo lực với ai đâu. Quân Anh đến cho mượn đất đóng căn cứ. Quân Nhật đến cho mượn đất xây căn cứ. Tới hồi phát xít Nhật thua, đồng minh đến cho mượn Mỹ mượn đất xây căn cứ. Có ai nói Thái Lan là thuộc địa của mấy nước đó không? Nó có cần phải dùng bạo lực để đuổi mấy thằng đó không được đóng căn cứ ở nước tao không? Nó đâu cần dùng bạo lực với ai đâu các anh chị. Thì một trong những thằng trùm cộng sản đi qua Thái Lan gặp vua vua Thái, nghênh mặt lên tự hào với vua Thái: đất nước tôi tự hào đánh thắng rất là nhiều đế quốc để giành được độc lập có được ngày hôm nay. Cái ông vua Thái ông cười cười ông nói: còn nước tôi, dân tộc tôi tự hào là không cần phải đánh ai cả mà vẫn có độc lập và có ngày hôm nay. Các anh chị muốn con đường nào? Muốn con đường phải quánh lộn người ta để có được ngày hôm nay như Việt Nam, hay muốn không đánh ai cả mà được như Thái Lan? Thái Lan bây giờ cái passport Thái Lan nó đi hơn 100 quốc gia miễn thị thực. Nhập quốc tịch Thái Lan là một trong những nước khó vô quốc tịch nhất trên thế giới này luôn. Có cần đánh ai đâu. Người Thái Lan đi Nhật không có thị thực. Còn Việt Nam đi Nhật thử thôi. Các anh chị xin visa đi Nhật thử ở. Làm thử lần biết. Biết nhậu chuyên ta chứ không gì. Điểm thứ hai là điểm điểm thúi thứ hai. Các dân tộc không cần phải dùng bạo lực mà người ta vẫn có độc lập dân tộc. Tức là không dung hòa được với đế quốc đi nữa thì vẫn có độc lập dân tộc bằng cách hòa bình đàm phán. Đúng không? Điểm thứ ba, lực lượng cách mạng là lực lượng công nông. Lấy công nhân và nông dân làm lực lượng thì điểm điểm thúi ở chỗ này là gì? Quay trở lại chúng ta từng nói với nhau về Xô Viết Nghệ Tĩnh, các anh chị, Xô Viết Nghệ Tĩnh là mô hình cộng sản đầu tiên ở Việt Nam mà do Đảng Cộng sản Việt Nam nó phát động đó. Tức là nó xúi mấy thằng nông dân chân lấm tay bùn, nó xúi mấy thằng công nhân mà nghèo mà dốt nữa thì mới làm công nông. Các anh chị biết thời đó nghèo mà dốt nữa, xúi mày làm tá điền biết chừng nào mày được đất, mày sao mày mua được đất, mày thấy đất của nó cò bay thẳng cánh không, chỉ vô đất của điền chủ á, mày phải giết nó, mày phải theo tụi tao giết nó, tao sẽ chia đất cho tụi bay. Trời ơi, mắt nó sáng rỡ lên, chớp 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 chớp. Còn mấy công nhân cũng vậy, nghèo dốt không có chuyện gì làm thì biết làm công nhân. Nó vô nó nói mày làm công nhân cả đời sao mày làm chủ được cái nhà máy này, mày theo tao mà giết mấy thằng chủ nhà máy này, tao sẽ chia nhà máy này, công nông sẽ lên làm chủ. Thế là đi theo cộng sản, Xô Viết ra đời, nhà nước Xô Viết là gì ạ? Giết 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 giết, cướp các trụ sở, cướp nhà máy, cướp đồn điền, cướp ủy ban hành chánh. Trời ơi, tưởng Pháp nó hiền lắm mà nó cũng hơi bị văn minh thôi chứ nó đâu có bị ngu. Nó đàn áp đẫm máu phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, nó giết chết như rạ luôn, nó chặt đầu luôn.
Thằng Pháp nó chỉ bị văn minh chứ nó đâu có bị hiền, nó bị ngu, nó đâu có bị ngu. Mày cướp hả mày, mày giết hả mày, mày muốn gì mày? Thế là Xô Viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp đẫm máu. Ở bên kia, ở bên Trung Hoa, ở bên Trung Quốc, Bác và Đảng ta ca ngợi công lao và thành tích của Xô Viết Nghệ Tĩnh là công lao của Đảng vĩ đại và quang vinh. Ở bên đây Xô Viết Nghệ Tĩnh đẫm máu, ở bên đây công nông chết như rạ. Cho tới bây giờ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn nghèo đói, không có ngóc đầu lên được, mà Đảng ca ngợi trên sát dân. Các vị thấy điếm thúi chưa? Trong khi đó, lịch sử loài người chứng minh rằng tất cả các cuộc cách mạng khiến cho loài người nhảy vọt lên văn minh là các cuộc cách mạng của tri thức, lực lượng cách mạng xã hội kéo xã hội loài người phát triển là lực lượng trí thức. Các cuộc cách mạng tri thức nó mới kéo loài người phát triển lên, chứ không có cái cuộc cách mạng nào của bọn bần cùng và dốt nát mà kéo loài người đi lên được. Hiểu cái mắc mú chỗ này không các bạn trẻ? Không có con đường cách mạng nào của bọn bần cùng và dốt nát mà kéo loài người đi lên được, nó chỉ kéo chúng ta đi xuống thôi. Thành ra người Do Thái có một câu nói rất là hay, đó là gì ạ? Trí tuệ là quan trọng nhất. Đơn giản, trí tuệ là quan trọng nhất. Anh có thể là nông dân, anh có thể sinh ra trong gia đình nông dân, nhưng anh phải có trí tuệ thì anh mới kéo gia đình anh thoát khỏi nghèo khó được. Anh có thể là con của công nhân, con của người nghèo, con của người nghèo đô thị, con của xích lô, thì anh mới kéo gia đình anh thoát khỏi nghèo khó được. Và một cái thế hệ con người toàn là trí tuệ như vậy thì kéo xã hội, cộng đồng, quốc gia, dân tộc anh thoát khỏi nghèo đói, phát triển thịnh vượng. Chứ anh nghèo đói, anh dốt nát, anh còn ác như quỷ, anh đi giết người ta, đem cướp của, thì xã hội đó bắt đầu mọi rợ dần. Đây là điểm điếm thúi thứ ba về lực lượng cách mạng của Cộng sản. Điểm thứ tư, người làm cách mạng tức là công nông đó, công nông đó, phải biết hy sinh. Phải biết hy sinh vì sự nghiệp. Tức là sao? Tức là tụi mày người vừa nghèo vừa đói vừa ngu vừa dốt, phải biết chết để cho tao lãnh công, để cách mạng lãnh công. Còn tụi bay phải biết chết, phải biết hy sinh. Trời ơi, vậy mà dân tộc của mình bị lừa tới cả thế kỷ luôn. Bị lừa tới cả thế kỷ luôn các anh chị. Đúng không ạ? 80 mấy năm mà dân tộc mình bị lừa với con đường này. Người làm cách mạng phải hy sinh. Nhào vô hy sinh. Cuối cùng các anh chị đảng viên trung kiên 40-50 năm tuổi đảng, các cô dì chú bác 40-50 năm tuổi đảng trả lời với tôi câu thôi: các cô dì chú bác hy sinh cho thằng nào hưởng? Cho thằng nào hưởng? Cái chỗ này là cái chỗ điếm thúi của đảng và điếm thúi của báo cách mạng nè. Cho thằng nào hưởng? Các anh chị không thấy được thằng Hồ nó hưởng đâu, đúng không? Tại vì cuộc đời của nó hay lắm, nó đóng kịch mà. Nó là người của quốc tế cộng sản cài quá, nó đâu phải người Việt Nam. Nó đóng kịch hay lắm, nó mặc áo giản dị, nó đi dép râu, nó ở cái nhà sàn mà chừng 50 hectare đất giữa thủ đô, cạnh bên cái hồ cá bự, cái chỗ mà mẹ ngăn dốt mà hất nguyên cái xô cá trước mặt Obama đó, cái chỗ đó đó. Nhìn thấy bác giản dị hơn, nhìn thấy lãnh tụ giản dị hơn, dễ thương hơn. Chụp hình đi ngựa, chụp hình đánh bóng chuyền, chụp hình thục bi da, dân yêu không? Các chị không thấy thằng Hồ nó hưởng đâu, không thấy. Nhưng mà con của nó thì lại là một tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong một cái cung điện giác vàng. Đâu phải ngẫu nhiên mà lọt hình về nhà có ông nông Đức Mạnh bằng vàng, ghế bàn cái gì cũng bằng vàng, cung điện nguy nga còn hơn là cung điện của Hoàng gia Thái nữa. Lộ lên trên các báo, lên lên Google gõ thử thôi. Con của Hồ Chí Minh đó, mà con rơi chứ không phải con ruột. Con tụi nó hưởng, chứ các cô dì chú bác đảng viên 40-50 tuổi có hưởng được đâu. Có hưởng được đâu các anh chị, đúng không? Dòm xung quanh các cô dì chú bác và các anh chị đảng viên thử coi có gia đình nào đảng viên mà phải hy sinh, phải chiến đấu, phải hy sinh mà được cái gì không? Được cái gì không?
chỉ có những thằng đảng viên nào mà nhào vô là bắn gia đình người ta, cướp tài sản thì hốt được mớ vàng. Mấy năm 75 á các anh chị, bắn người ta cướp được mớ vàng lỉnh lỉnh đi về. Xong cái đợi những năm 90 bắt đầu đảng hết bỡ đích Liên Xô, Liên Xô nó sụp về quay qua bỡ đích Trung Cộng, thực hiện mở cửa xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy vàng nó mua quan bán chức, lên vèo vèo vèo. Phải không các cô dì chú bác đảng viên? Phải vậy không? Con cháu của các cô dì chú bác 40-50 năm tuổi đảng đi chăng nữa cũng không bao giờ ngồi được ghế chủ tịch xã, đừng có nói chủ tịch huyện hay chủ tịch tỉnh, mà chủ tịch thì luôn nhỏ hơn bí thư. Làm sao mà con của các cô dì chú bác ngồi được ghế bí thư tỉnh? Phải mua bằng tiền. Mà những thằng nó suối công nông á, phải hy sinh, đi làm cách mạng phải hy sinh. Nó ngồi đằng sau nó cười lĩnh 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 là nó hưởng đó. Nhào vô làm cách mạng, hên hên chiếm được miền Nam, nó hốt của. Hầu hết những thằng hốt của lại là những thằng không có chiến đấu gì cho các anh chị, có chiến đấu. Đúng không? Các cô dì chú bác, những đảng viên trung kiên 40-50 năm tuổi đảng, trả lời thiệt đi, những thằng mà gọi là rửng mỡ trong bộ máy đảng cộng sản bây giờ đâu phải là những thằng chiến đấu. Ủa hồi xưa lúc mà đảng của các anh chị, các cô dì chú bác cướp chính quyền á, Trọng Lú nó ở đâu? Trọng Lú nó ở đâu, nó ra vậy các anh chị? Huy chương kháng chiến của nó đâu? Huy chương kháng chiến chống Pháp, huy chương kháng chiến chống Mỹ đâu? Huy chương dũng sĩ diệt Mỹ đâu? Giấy chứng nhận thương binh đâu? Nó đâu ra vậy? À, rồi Nông Đức Mạnh ở đâu ra vậy? Ở đâu ra leo lên tổng bí thư luôn vậy? Dân tộc Tày, dân tộc Tày leo lên tổng bí thư luôn. À, quân dân kháng chiến đâu? Thương tích đâu? Rồi ba Dũng, ba Ít, coi chừng có huy chương. Coi chừng có huy chương. Tại vì ổng hồi xưa ổng ở trong căn cứ U Minh, cái chỗ đó là bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa càng hoài, thành ra là có ra có đánh nhau. Nhưng mà ổng là một y tá chứ đâu phải là một chiến sĩ. Tức là các cô dì chú bác đó là gọi là chiến đấu gần chết, chạy gần chết, bắn tuột quần không kéo lên kịp, hên không chết thôi. Dòng thứ R-15 mà nó bắn là tầm chính xác trên 200 mét, hên mới không chết thôi. Cuối cùng được gì không? Mà sao y tá lên tới thủ tướng dữ vậy? Giàu nhất Việt Nam luôn mới ghê. Bây giờ thì giàu nhì rồi, bây giờ thua Trọng Lú rồi. Phải không? Phải không? Các đảng viên trung kiên. Rồi Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Sinh Hùng hói, ở đâu ra vậy trời? Ở đâu ra vậy? Mấy anh chị miền Trung chỉ cho tôi coi Hùng hói đâu ra vậy? Quy chương kháng chiến gì? Cháu của Hồ Chí Minh đó, cháu của Nguyễn Sinh Cung, cháu của Nguyễn Tất Thành mới đúng, chứ Hồ Chí Minh là thằng Tàu rồi, Nguyễn Tất Thành thì đúng là thằng Việt Nam. Cháu của Nguyễn Tất Thành đó, chứ chiến tranh có tham gia chiến đấu gì đâu. Rồi Đỗ Mười Thiến Heo, trời ơi, miền Nam có y tá, còn miền Bắc có Thiến Heo lên làm lãnh đạo đất nước. Ở quỷ thần ơi, lực lượng cách mạng là công nông, phải biết hy sinh. Cuối cùng leo lên đầu lên cổ những thằng hy sinh là những thằng Thiến Heo, y tá, giao liên, chống xuồng, tài xế. Hồi xưa tài xế cho mấy quan là những thằng chống xuồng, chứ có BMW với Mercedes đâu đi trong cứ mà. Phải không mấy cô dì chú bác đảng viên trung kiên của Đảng Cộng sản Việt Nam? Nó núp không à, nó núp nó né không à. Những thằng mà nó suối hy sinh, nó cuối cùng nó lụm công nữa, nó hốt hết. Bây giờ thấy tờ báo đầu tiên của đảng á, là mới có 4 điểm thôi đó, 4-6 điểm, thấy nó điếm thúi chưa? Sao không thấy ai phản biện như vậy? Dư luận viên đồ đâu hết rồi. Điểm thứ 5, làm cách mạng của dân tộc Việt Nam phải có Đảng Cộng sản lãnh đạo. Phải nha,
phái của Đảng Cộng sản lãnh đạo nha. Quỷ thần ơi, lịch sử là người tất cả các cuộc cách mạng của các dân tộc của họ. Họ đâu có nói phải có đảng nào nó lãnh đạo đâu các anh chị. Nhiều đảng phái, nhiều tổ chức, nhiều hội đoàn, nhiều cá nhân, nhiều nhóm, thậm chí 3 người, 5 người, nhiều nhóm lắm anh chị. Họ cùng nhau đấu tranh, trong cuộc đấu tranh đó họ thắt chặt tình đoàn kết với nhau, họ hợp tác với nhau. Rồi những nhân tố xuất chúng của những nhóm đó, họ cùng lập lên những cái nhóm xuất chúng. Họ lãnh đạo quần chúng đấu tranh, cuối cùng lòi ra được thằng xuất chúng. Bầu nó lên làm tổng thống hay là đảng trưởng gì đó chẳng hạn. Thì cuối cùng là cái đảng đó nó có nhiều công, đảng kia cũng có công. Đó mới là cái cuộc cách mạng giải phóng dân tộc hay là cuộc cách mạng đưa dân tộc đi lên. Còn cuộc cách mạng gì chưa cho là nhào ra cái đùng cái cuộc cách mạng của dân tộc tụi bay phải có đảng của tao, đảng Trung Quốc làm lãnh đạo. Điểm thứ năm, thấy tờ báo đầu tiên của báo báo đảng nó điếm thúi không, thấy nó trơ trẽn không, thấy chưa trơ nó nhào nó làm ông cố nội chưa. Rồi điểm thứ sáu, mà khoan, điểm thứ năm này tôi nói thêm chỗ này quan trọng là chính vì cái chỗ này nè, mắc muốn này nè, thành ra tất cả các đảng khoái, cái đảng phái, các hội nhóm khác mà không phải đảng cộng sản cùng tham gia phong trào đấu tranh chống Tây Xâm, tức là chống thực dân Pháp, trong giai đoạn này rất là nhiều đảng phái cùng chống này các anh chị, thì đều bị cộng sản nó tiêu diệt, nó thủ tiêu hết. Lú ra là nó thủ tiêu, lú nó thủ tiêu á. Tại vì chỉ có tao mới lãnh đạo thôi, dân tộc này phải có đảng tao, đảng Trung Quốc lãnh đạo thôi, chứ tụi bay không được xuất hiện. Nó thủ tiêu hết. Thậm chí các anh chị biết, những trí thức mà bậc nhất của dân tộc Việt Nam chúng ta, cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh, những trí thức bậc nhất của dân tộc trong thời gian mà chống Pháp, những người mà có công đi đầu trong việc mà cải cách giáo dục và khai dân trí, chấn dân khí, lo cho dân sinh để làm thay đổi đất nước, thì đều bị cộng sản nó thanh trừng, nó giết không được, nhưng mà nó bán tin cho mật thám Pháp bắt xử tử mấy ông á. Hồ Chí Minh bán á, lãnh tụ Hồ của mấy thằng ếch ọp á, lãnh tụ Hồ của mấy thằng ếch ọp bán tin cho Pháp giết hết mấy ông. Còn gì nữa đâu, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Còn gì nữa đâu mà cứu quốc gia dân tộc. Cái điểm thứ năm này nó điếm thúi mà nó độc địa vậy đó các anh chị. Cộng sản. Rồi điểm thứ sáu của tờ báo đầu tiên của cộng sản là gì? Là cách mạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng tháng 10 nghe mới giành thắng lợi. Điếm thúi ở bậc siêu cấp vô địch luôn. Siêu cấp vô địch luôn. Điểm thứ năm thì phải cần có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhưng thực ra phải cần có Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, ý nó là vậy, nó thành lập bên Trung Quốc mà. Điểm thứ sáu, phải đi theo con đường cách mạng tháng 10 nghe, tức là mở đích Liên Xô. Cuối cùng là rước súng nè, ống nè, đạn nè, dược nè, rồi chuyên gia Liên Xô nè, kể cả Trung Quốc vào. Rồi xong cái đội đi theo Liên Xô, năm 75 hên lượm được bí kiếp, thằng khùng lượm được bí kiếp, thống nhất được đất nước. Cũng đi theo con đường bế môn tỏ cảng, kinh tế tập trung bao cấp của Liên Xô. Đói muốn tuột quần luôn. Liên Xô nó viện trợ, nó thấy đói quá tội nghiệp, nó cho bo bo là thứ cho gia súc ăn, mà cũng đu đích của nó. Nó coi dân Việt chúng ta là những con súc vật, nó mới cho bo bo ăn muốn gãy răng luôn, có biết nấu bo bo đâu. Rồi dân tộc gì được giải phóng thống nhất, nghe thấy ghê không? Quang vinh vĩ đại, nghe thấy ghê không? Mà những năm 80 dân tộc bị bệnh lật ngang cái, nó dò viên thuốc xuyên tâm liên, nó cho uống muốn lòi con mắt luôn. Các anh chị ở đây mà nghe chữ xuyên tâm liên, những người mà đã từng uống xuyên tâm liên rồi là rung lên luôn. Bà mẹ không có quốc gia dân tộc nào mà uống thuốc xuyên tâm liên, bệnh gì cũng xuyên tâm liên. Bệnh gì cũng xuyên tâm liên. Các anh chị có biết cây xuyên tâm liên không ạ? Chắc không biết quá. Bà ở đích Liên Xô, tôi nói dân bệnh hoạn cho uống xuyên tâm liên, bệnh gì xuyên tâm liên trị bá bệnh. Mà cái gì mà nói chữ bá bệnh là biết là điếm thúi rồi. Thuốc gì trị bệnh đó thôi, chứ làm gì có gì bá bệnh. Nghiền cây xuyên tâm liên, nó dò viên, nó cho uống lòi con mắt luôn. Trời ơi, dân tộc gì ngộ, đi bỡ đích ngoại bang.
Thì 6 điểm đặc trưng của tờ báo đầu tiên của báo chí gọi là báo chí cách mạng Việt Nam, thì chính là báo chí cộng sản, nó đã là 6 điểm lừa mị, trơ trẽn, điểm thúi, đúng không các anh chị? Vậy mà những người cộng sản cho tới bây giờ vẫn gọi đó là ngày báo chí Việt Nam, thì đây là một trong những cái sự lừa mị, đánh cháo khái niệm, khiến cho con dân Việt Nam thế hệ như chúng ta tưởng là Việt Nam có ngày báo chí thật sự, tưởng như là Việt Nam có một ngày báo chí kỷ niệm, ngành báo chí thật sự ùng ùng tưởng niệm, kỷ niệm, tặng hoa, tặng quà, tặng báo thư, mời ăn, mời nhậu, đủ thứ trò, đúng không các bạn? Các bạn không phải đảng viên cũng mừng luôn, chúc mừng nhau luôn, đúng không ạ? Trong khi trên thực tế, trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chúng ta đã có tờ báo đầu tiên của dân, dân làm báo, chứ không có đảng nào làm. Dân làm báo có rất là lâu, có rất là lâu rồi, chứ không có đợi báo cộng sản xuất hiện đâu các anh chị. Hiện giờ ở Việt Nam có khoảng hơn 20.000 nhà báo, phóng viên và cộng tác viên. Con số này thống kê được nha các anh chị. Còn những người mà cộng tác mà không chính thức á, là không thống kê được, có thể lên tới khoảng hơn 40.000, đông hơn quân nguyên, đông hơn quân nguyên. Chưa tính các khâu khác của quy trình xuất bản báo Việt Nam, nó rườm rà lắm, đông lắm. Có những tòa soạn nó có tới 500 phóng viên, các anh chị tưởng tượng tờ báo gì mà muốn đi quánh giặc được luôn. Thì chưa có con số thống kê chính thức về số lượng người làm báo mà là đảng viên. Hiện bây giờ ở Việt Nam chưa có con số thống kê là nhà báo đảng viên, tức là vừa là nhà báo vừa là đảng viên, thì chúng ta chưa có con số này. Kể cả đảng nó cũng không dám thống kê luôn. Nó cũng rất là muốn kết nạp đảng cho báo chí, nhưng mà một trong những cái nhóm mà có xu hướng dễ chống đối nhất là báo chí. Thành ra nó sợ áp cái này vô nó bị chống đối mạnh, thành ra nó chưa làm, nó âm thầm làm thôi. Nhưng mà tất cả các tòa soạn báo ở Việt Nam đều có chi bộ đảng, đều có chi bộ đảng, và bí thư chi bộ hoặc bèo bèo cũng phó bí thư chi bộ đảng là tổng biên tập báo. Tổng biên tập báo là như chủ bút hồi xưa các anh chị, nó là chủ bút hồi xưa, bây giờ gọi là tổng biên tập. Cũng tương tự, thì hiện bây giờ cũng chưa có con số thống kê chính xác về lượng những người làm báo mà không phải cộng sản, chưa có con số thống kê. Nhưng mà ước chừng thì cái lượng người làm báo mà không vô đảng, tức là không phải người cộng sản, thì nó cao gấp đôi những người vô đảng, nó cao gấp đôi những người vô đảng. Hai cái nhóm này có thể họ cùng chí hướng, cùng mục tiêu, cùng ý thức làm báo để cống hiến vì cộng đồng. Có những nhóm người như vậy các anh chị, vô cơ quan báo đảng nhưng mà để cống hiến. Có các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X biết khỉ gì về cộng sản đâu, thì ra trường mê làm báo, nhào vô để làm báo, để cống hiến. Và những thằng đảng viên cũng vậy, vô làm báo để cống hiến thôi. Nhưng cả hai nhóm này rất là khó nói có bao nhiêu phần trăm những người chấp nhận cái ngày 21 tháng 6 hôm qua là ngày báo chí của Việt Nam nói chung. Không, đảng cũng không biết được là có bao nhiêu người không chấp nhận ngày 21 tháng 6 là không phải ngày báo chí Việt Nam như đảng muốn. Tức là sao ạ? Thậm chí có những phóng viên nhà báo là đảng viên. Hồi xưa tôi tới mười mấy năm làm báo, các anh chị, tôi có những người bạn, những người anh, những người chú, những người cô đi trước là đảng viên. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng bản thân họ không chấp nhận ngày 21 tháng 6 này là ngày báo chí Việt Nam. Chứ đừng nói gì những người làm báo mà không cộng sản. Tại sao ạ? Tại vì họ biết có một tờ báo khác xuất hiện của Việt Nam trước tờ báo Thanh Niên Côn Hồ xuất hiện bên Trung Quốc trước lâu lắm. Họ biết. Mà khi đã biết được sự thật thì họ không có chấp nhận sự giả dối. Đúng không ạ? Quay trở lại là từ hồi Đảng Cộng sản Việt Nam cướp được trên bàn cờ chính trị thế giới, vô tình lụm được bí kíp, thằng khùng lụm được bí kíp trao cho cơ hội thống nhất đất nước vào tháng 4 năm 75, thì cho đến bây giờ 43 năm, họ chưa có một cái nghị quyết nào, chưa có một cái bộ luật, một văn bản, pháp quy nào, hay một cuộc tổng trưng cầu dân ý, đặc biệt là báo ý, tức là những người làm báo cho ý kiến về việc chọn một cái ngày chính thức nào đó là ngày báo chí Việt Nam. Chưa có. Các anh chị lên sợt đi, lên sợt tức không? Có văn bản nào, có cái luật nào, có cái bộ luật nào chọn cái ngày đó?
hay có một cái cuộc tổng trưng cầu báo ý về việc chọn ngày kỷ niệm báo chí Việt Nam? Không có. Bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam chưa làm điều đó. Họ thực chất họ không có thực tâm muốn làm điều đó luôn. Tại họ muốn đánh tráo khái niệm, họ chọn cái ngày 21 tháng 6 là ngày báo chí Đảng, chùm lên cái ngành báo chí Việt Nam nói chung, chùm lên lương tri và nhân phẩm của những người làm báo chân chính, ép anh bước vào con đường phải kỷ niệm ngày báo chí của Cộng sản, ngày báo chí điểm thúi, dùng cái ngày điểm thúi làm ngày báo chí của Việt Nam. Tuy nhiên điều này nó cũng là một cái hại đối với Cộng sản. Nó khiến cho lực lượng những người làm báo chân chính mà họ biết được sự thật á, họ luôn ngầm nuôi một cái ước mơ, một cái ước mơ rất là thuần túy và thuần khiết, rằng ngày báo chí Việt Nam phải là ngày đầu tiên ra mắt tờ Gia Định Báo. Tờ Gia Định Báo là tờ báo bằng chữ quốc ngữ, tức là tiếng Việt chúng ta đang dùng bây giờ nè các anh chị. Tờ Gia Định Báo là tờ bằng chữ quốc ngữ đầu tiên do học giả Bechersky sáng lập vào ngày 15 tháng 4 năm 1865 tại Sài Gòn. Ngày 15 tháng 4 năm 1865 tại Sài Gòn, chứ không phải 1925. Các anh chị nào không biết Bechersky thì lên Google đó. Tức là tính từ tháng 4 năm 1865 đến bây giờ thì tờ Gia Định Báo đã được 152 tuổi. Thì nó có xứng đáng được tôn vinh là cái ngày đó xứng đáng được lấy là ngày báo chí Việt Nam không các anh chị? Đặc biệt là các cô dì chú bác các anh chị đang làm báo, nó xứng đáng hơn chứ. Tại sao hả? Tại vì chúng ta lấy một cái ngày kỷ niệm, ngày tưởng niệm nào đó thì chúng ta thường lấy cái gì đó, cái mốc đầu tiên, cái người nào mà khai phá người đầu tiên, cái sự kiện đầu tiên là luôn luôn quan trọng với loài người, đúng không các anh chị? Phải không hả? Lịch sử phải biết tôn trọng sự thật chứ. Những người đầu tiên tạo nên sự kiện đầu tiên phải được ghi nhận chứ. Tại sao ngày 15 tháng 4 năm 1865, tức là 157 năm rồi, mà không chịu lấy làm ngày báo chí Việt Nam, mà lấy cái ngày 21 tháng 6 năm 1925 là cái ngày thành lập một tờ báo cùi bắp sát mía nằm ở bên Trung Quốc làm ngày báo chí Việt Nam là sao? Chưa tính Bechersky và nhóm cộng sự của ông, tên thật của ông Bechersky là Trương Vĩnh Ký, là một người ở tỉnh Vĩnh Long, là người con ở Vĩnh Long các anh chị. Đó là một học giả rất là lớn, một nhân cách lớn, một học giả uyên thâm, một nhà bác học, là một trong những người hiếm hoi được Pháp trao bắt đẩu bội tinh. Lên gõ bắt đẩu bội tinh là cái gì? Gõ cái cọc. Người Việt hiếm nhận được cái ngôi sao bắt đẩu bội tinh lắm các anh chị. Họ tôn vinh công trạng của những triết gia, khoa học gia, của những người mà đóng góp nhiều cho nhân loại, họ mới chào cái đó. Thì ông Trương Vĩnh Ký đó là một người rất là xứng đáng mà thành lập tờ báo đã 152 năm trước rồi. Nhưng mà Cộng sản bôi giấu, bắt chúng ta người Việt Nam phải kỷ niệm cái ngày báo chí điếm thúi của ông Hồ Chí Minh với những hàng loạt các luận điệu điếm thúi, tư tưởng điếm thúi như chúng ta đã trình bày ở trên. Tôi nói thêm ở chỗ Gia Định Báo, lan man thêm thôi các anh chị. Trước khi nói khúc này tôi cũng có ý kiến chút xíu là để mà trao đổi với các anh chị được thoải mái hơn thì tôi hay dẫn chứng, tôi hay dùng các sử liệu, các sự kiện, các nhân vật, các thông tin tôi dẫn chứng để chúng ta trao đổi cho dễ hiểu hơn, để các anh chị dễ liên tưởng hơn. Thì trong suốt những cái livestream mà tôi trao đổi thì không thể tránh được những thông tin mà có thể nó không chính xác. Chúng ta đâu phải là thánh nhân, phải không các anh chị? Tôi cũng vậy, tôi đâu phải thánh nhân, đúng không ạ? Không thể tránh được những thông tin không chính xác hoặc là không cập nhật kịp. Có những thông tin nó thay đổi liên tục, mình đâu cập nhật kịp các anh chị. Thành ra là tôi nhận phản hồi phê phán của các anh chị rất là nhiệt tình. Ai nhắn tin phản hồi gì tôi cũng nhận hết các anh chị.
Nè, nhưng mà làm ơn các anh chị đừng có tưởng tượng là những gì tôi đưa ra đó là chân lý, thì cái đó là không đúng rồi các anh chị. Nó không đúng với quy trình tiếp nhận thông tin bình thường của một người đang muốn mở mang đầu óc, nó cũng không đúng luôn. Tiếp nhận thông tin phải kiểm chứng. Google miễn phí, internet 3G 70 ngàn và kiểm chứng nghe các anh chị. Mạng đàm thêm về gia định báo để thấy rằng cái tờ gia định báo là hoàn toàn xứng đáng là tờ báo Việt Nam đầu tiên, và cái ngày ra đời tờ gia định báo hoàn toàn xứng đáng là được chọn thành ngày kỷ niệm báo chí Việt Nam thuần túy đúng nghĩa. Tại vì nó không có đính thối như là cái tờ báo thanh niên của thanh niên cách mạng đồng chí hội của mấy ông cộng sản bên Trung Quốc. Thì tôi xin phép uống nước nghỉ ít giây, chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi nội dung này. Các anh chị đừng rời màn hình. Cảm ơn các anh chị. Cảm ơn các anh chị. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về tờ Gia Định Báo và Trương Vĩnh Ký, học giả B. Sức Ký. Tờ Gia Định Báo, nội dung chính của tờ này lúc đầu á, thì có hai phần thôi các anh chị. Lúc đầu ra đời á, là phần thứ nhất ông Trương Vĩnh Ký ông đặt phần thứ nhất là phần công vụ, phần thứ hai là phần tạp vụ. Tờ Gia Định Báo ban đầu chỉ có hai nội dung chính thôi và không có mấy cái nhảm nhí xàm xí con đường lừa Mỹ rồi dụ dân rồi giống như là tờ Thanh Niên ra đời mãi năm 1925 sau này, không có mấy nội dung đó. Phần công vụ thì nhóm của Trương Vĩnh Ký chuyên về các vấn đề chính trị, pháp luật, bộ máy công quyền, đăng các thông tin mới từ các công văn, nghị định, thông tư, các vụ của chính quyền thời đó, tức là đưa những cái thông tin về chính trị đến cho người dân bằng chữ quốc ngữ, các anh chị, bằng tiếng Việt á. Xin nhắc lại là thời gian này hầu hết tất cả các tờ báo ở Việt Nam đều là chữ Pháp hoặc chữ Hán Nôm. Tất cả các tờ báo và xuất bản phẩm ở Việt Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn, thời đó là chữ Pháp hoặc chữ Hán Nôm. Nhưng mà tờ Gia Định Báo lại là tờ đầu tiên xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng mà chúng ta đang dùng bây giờ, chữ quốc ngữ bây giờ. Đó. Còn phần ngoài phần công vụ thì phần phần thứ hai gọi là phần tạp vụ, thì nhóm của ông Trương Vĩnh Ký chủ yếu đưa các tin tức từ địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, tôn giáo, văn hóa, xã hội, vân vân. Tức là đưa thông tin từ các địa phương cho địa phương này cho những địa phương khác đọc. Thì cái mô hình báo chí này nó rất là hiện đại, mặc dù nó ra đời hồi thế kỷ 19. Thế kỷ 19 các anh chị. Sau khi ông Trương Vĩnh Ký được bổ nhiệm làm giám đốc tờ Gia Định Báo thì ông Trương Vĩnh Ký cho thành lập thêm một cái bộ phận nữa gọi là bộ phận khảo cứu, trong đó viết những cái bài nghị luận, các bài dịch thuật, các bài sưu tầm, và thêm một cái phần gọi là phần sáng tác văn thơ, rồi chuyên mục về lịch sử, chuyện cổ tích. Thì tờ Gia Định Báo bắt đầu khi mà ông Trương Vĩnh Ký làm giám đốc, bắt đầu nó có xu hướng là đa dạng hóa, nghe hấp dẫn này các anh chị. Lúc này ông Trương Vĩnh Ký đề ra ba mục đích cho tờ Gia Định Báo, ba mục đích. Mục đích thứ nhất và lớn nhất xuyên suốt trong suốt quá trình mà tờ báo này tồn tại, đó là truyền bá chữ quốc ngữ, tức là tiếng Việt chúng ta đang xài. Truyền bá chữ quốc ngữ là mục đích cao nhất và xuyên suốt nhất. Mục đích thứ hai là cổ động tân học, dùng nguyên văn của ông Trương Vĩnh Ký là cổ động tân học, tức là cổ động cho phong trào tây học các anh chị, tức là học về về các môn mà chúng ta đang học bây giờ. Tại hồi xưa là họ học nho học, học nho học, người Việt chúng ta thời đó học nho học, thích học nho học lắm, thời đó còn triều đình phong kiến, nửa thực dân phong kiến, thích học nho học lắm, thích nghiên cứu kinh thi, thích nghiên cứu sử lược, thích nghiên cứu 36 kế của Tôn Tử binh pháp, thích thơ đường. Thì tờ báo Gia Định Báo cổ động tân học, và mục đích thứ ba cũng là mục đích xuyên suốt và mục đích cuối cùng của tờ Gia Định Báo là khuyến học trong toàn dân.
chứ không phải khuyến học cho cái lực lượng mà trí thức và tư sản và địa chủ, khuyến học trong toàn dân. Thì đây là một trong những cái điểm rất mới và rất độc đáo, chỉ có tờ Gia Định Báo thời đó có. Thì từ đó các anh chị thấy tờ báo không chỉ là một tờ công báo truyền những cái luật lệ, những cái chính sách của chính quyền. Tờ Gia Định Báo từ đó nó không còn cái màu sắc là công báo, tức là một cái tờ thông báo của công quyền, không phải gì nữa, mà tác giả Giang Sơn viết trên tờ Sài Gòn Giải Phóng, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2005, nhận xét như vậy. Cũng như một số văn sĩ sinh ra ở miệt vườn phương Nam, nhà báo họ Trương, tức là Trương Vĩnh Ký các anh chị, chủ trương dùng một thứ chữ dễ dãi như tiếng nói thường ngày, không một chút chải chuốt, sang sửa, viết như nói, không qua Mỹ cầu kỳ, nhưng có ý thức giữ gìn sự trong sáng, sự phong phú của ngôn ngữ dân tộc, không dung tục thực dụng ngôn ngữ vỉa hè, văn chương cống rãnh, mà là ngôn ngữ của những người bình dân tự trọng, có văn hóa. Nhà nghiên cứu Giang Sơn nhận xét về tờ Gia Định Báo các anh chị. Ngoài ra một số điều rất là đặc biệt của tờ Gia Định Báo thời đó, nó còn được nhóm của ông B. Chất Ký là giám đốc, và ông Paulo của ông Quỳnh Tĩnh của là chủ biên, chủ trương là phát tặng miễn phí đến các trường học. Tờ báo đầu tiên này, tặng miễn phí đến các trường học để cho học sinh và sinh viên dùng như các bài tập đọc tiếng Quốc ngữ các anh chị, để cổ động cho phong trào là truyền bá chữ Quốc ngữ. Từ đó tờ báo này giúp rất lớn đến công cuộc quảng bá chữ Quốc ngữ và khuyến khích Tây học ở Sài Gòn cũng như các tỉnh miền Nam trong suốt 44 năm tồn tại. Sau đó nó bị chính quyền thuộc địa cưỡng chế đóng cửa chính thức vào năm 1901. Một tờ báo mang rất là nhiều ý nghĩa như thế, có giá trị rất là lớn, đóng góp nền tảng công sức truyền bá chữ Quốc ngữ cho cả miền Nam, mà nói chung là cho cả Việt Nam chúng ta bây giờ, được thành lập bởi cái nhóm của những học giả xuất sắc bậc nhất thế giới thời đó. Học giả Trương Vĩnh Ký là bậc nhất thế giới thời đó các anh chị, tôi không nói ngoa đâu, các anh chị tự tự kiểm chứng đi, mà Đảng Cộng sản Việt Nam bôi hết để tôn vinh một cái tờ báo điếm thúi của ông Hồ Chí Minh thành lập bên Trung Quốc, bằng những tờ A4 viết tay nguệch ngoạc, tuyên truyền bậy bạ, đưa những thông tin sai sự thật, lừa mị dân chúng, nướng xác dân chúng để ôm hết công trạng cộng sản về mình. Thì đây là một trong những điều rất là trơ trẽn, bậy bạ và độc ác của những người cộng sản trong cái sự kiện báo chí Việt Nam. À, vì sao mà hôm nay tôi dành cái nội dung về báo chí để tôi chia sẻ với các anh chị? Thật ra nó cũng có nhiều lý do các anh chị. Tôi cảm thấy là những bạn trẻ như tôi và nhỏ hơn tôi, những người mà đang trăn trở về hiện tình đất nước, những người yêu tự do, yêu dân chủ, những người đang đang dấn thân đấu tranh cho dân chủ mà vẫn ăn mừng ngày báo chí Việt Nam 21 tháng 6, vẫn chúc mừng nhau ngày đó, vẫn tặng hoa tặng quà tặng phong bì, vẫn mời nhau đi ăn nhậu, thì điều đó có cái gì đó chúng ta không đúng với tiền nhân của mình, không đúng đâu các anh chị. Phải không các anh chị? Thì phải làm cho các giá trị sự thật, cho lịch sử khách quan sống lại trong thế hệ của chúng ta. Những nhân vật như Trương Vĩnh Ký, học giả Trương Vĩnh Ký, như Paulo của những tờ báo như tờ Gia Định Báo, công trạng của nó trong suốt 44 năm thành lập, công trạng của nó đối với sự đặt những viên gạch đầu tiên để truyền bá chữ Quốc ngữ, cái mà cả dân tộc chúng ta đang xài bây giờ, phải được tôn vinh và đặt ở vị trí đúng mức, thậm chí
tôi muốn nó đặt ở một vị trí rất cao trong tâm thức của chúng ta nữa, thì lúc đó chúng ta mới không có lỗi với tiền nhân, chúng ta mới trở thành một cái thế hệ hậu sinh tử tế trước ông bà tiền nhân của mình, tử tế tôn trọng sự thật chứ, rồi chúng ta mới ước mơ được những thứ văn minh cường thịnh gì đó, ba la tính sao, được không các anh chị? Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe nội dung đầu tiên mà chúng ta cùng trao đổi với nhau, đó là nội dung về Ngày Báo Chí Việt Nam. Tôi cũng hy vọng các anh chị chia sẻ nội dung này đến càng nhiều các bạn trẻ càng tốt. Cảm ơn các anh chị. Chúng ta bước sang nội dung tiếp theo. Như đã thông báo với các anh chị thì tôi muốn chuyển tải các anh chị một số nội dung về tin tức thời sự mà tôi được tiếp nhận từ một số nguồn trên báo chí cũng như các nguồn từ những người bạn đã chia sẻ với tôi. Thì ngày 21 và ngày 22 tháng 6 năm 2017 có một số thông tin đáng chú ý diễn ra xung quanh chúng ta. Đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các anh chị về tin trên thế giới. Một trong những thông tin mà khiến cho chúng ta đáng quan tâm đó là gì ạ? Đó là thế giới này đang đứng ở trong cái bờ vực của chiến tranh. Tin đáng chú ý đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là một chiếc chiến đấu cơ F-18 của không quân Mỹ ngày 21 tháng 6 vừa bắn rơi một chiếc máy bay Su-22 của chính phủ độc tài Syria. Và nếu các anh chị theo dõi cuộc chiến tranh ở Syria, cuộc chiến tranh ở Trung Đông, từ khi Mỹ rút quân thì chính phủ độc tài của các nước Trung Đông bắt đầu là họ củng cố quyền lực, và các nhóm Hồi giáo cực đoan ISIS được các chính phủ độc tài hỗ trợ, được Nga và Trung Quốc âm thầm hỗ trợ và bán vũ khí, thì nó gây ra rất là nhiều sự bất an cho thế giới này, đúng không anh chị? Và một trong những chính phủ đó chính là chính phủ Syria đang là một trong những cái chính phủ mà nó là chướng tai gai mắt, là cái gai của thế giới hòa bình anh chị. Thì việc mà một chiến đấu cơ của Mỹ bắn rơi chiến đấu cơ của chính phủ độc tài Syria trên không phận của họ, đây là một trong những cái ngòi nổ chiến tranh Trung Đông có thể hoàn toàn diễn ra trong vòng thời gian ngắn các anh chị, một trong những ngòi nổ các anh chị. Thông tin tiếp theo cũng trong ngày 21 tháng 6 thì một tàu chở hàng quốc tế đã cố tình đâm vào một chiến hạm USS Fitzgerald của Mỹ. Cú đâm này khiến cho 7 lính Mỹ bị thiệt mạng. Hải quân Mỹ, người phát ngôn của Hải quân Mỹ nói rằng tàu chở hàng này đã làm theo lệnh của Kim Jong-un. Kim Jong-un là chủ tịch của Cộng sản Triều Tiên, cái chuyện của Bắc Hàn á. Đây cũng là một trong những việc có thể đẩy ngòi nổ chiến tranh diễn ra trên châu Á Thái Bình Dương. Thông tin thứ ba cũng rất là đáng chú ý, đó là Mỹ vừa bán một lô vũ khí rất lớn cho quốc gia Qatar. Quốc gia Qatar cũng nằm ở Trung Đông các anh chị, một trong những quốc gia giàu có của Trung Đông. Hợp đồng này bao gồm 36 chiếc chiến đấu cơ trị giá hơn 12 tỷ đô. Thì các anh chị biết trước đó thì chính quyền Donald Trump đã ký nhiều cái hợp đồng bán vũ khí trị giá tới hàng trăm, một trăm mấy chục tỷ đô cho khu vực Trung Đông này. Thì việc mà bán vũ khí cho Qatar cũng là một trong những cái sự kiện đáng chú ý, đặc biệt là tới 36 chiến đấu cơ các anh chị. Đây là con số rất là lớn. Qatar có vũ khí thì sẽ khiến cho Qatar củng cố được sức mạnh quân sự đương đầu với Ả Rập Xê Út là cựu thù của Qatar trong vùng Trung Đông này. Thông tin thứ tư là ở ở tại Âu Châu, Anh Quốc, Vương quốc Anh tiếp tục bị khủng bố. Lần này thì một hung thủ khủng bố tiếp tục dùng xe tông vào người. Thì đây là một vụ khủng bố thứ ba chỉ trong vòng một tháng tại Vương quốc Anh. Thì các anh chị biết từ khi Anh từ khi Anh Quốc dính chân vào châu Âu, cộng đồng chung châu Âu. Cộng đồng chung châu Âu thì hầu hết được chính phủ cánh tả lên nắm quyền, hầu hết chính phủ cánh tả nắm quyền trong suốt 10 năm gần đây. Thì họ thực hiện hàng loạt các chủ trương rất là mềm mỏng, chính phủ cánh tả rất là mềm mỏng, không chỉ mềm mỏng với các quốc gia cộng sản mà họ còn mềm mỏng với các quốc gia mà
Hồi giáo, các quốc gia có liên quan tới nhóm Hồi giáo cực đoan và khủng bố. Điều này khiến cho hàng triệu người nhập cư từ khối Hồi giáo vào châu Âu, vô tình họ cũng tiếp tục nhập cư vào Anh Quốc một cách hợp pháp và có quốc tịch Anh. Dĩ nhiên họ có quốc tịch châu Âu là họ, lúc đó thì cái cộng đồng chung châu Âu là giống như một quốc gia lớn anh. Thì việc này khiến cho các quốc gia châu Âu và Anh không thể nào phân biệt được thằng Hồi giáo nào là thằng Hồi giáo cực đoan khủng bố và người Hồi giáo nào là người Hồi giáo tốt. Thì ngòi nổ chiến tranh, ngòi nổ khủng bố giết người ở châu Âu, nó đang là một trong những điều ám ảnh dân châu Âu. Ám ảnh dân châu Âu và Anh đang lãnh quả đắng. Đức cũng lãnh quả đắng, Pháp cũng lãnh quả đắng. Rất là nhiều nước châu Âu đều bị Hồi giáo khủng bố đang lãnh quả đắng. Thông tin thứ năm về quốc tế thì Iran là một trong những quốc gia hạt nhân, một quốc gia độc tài và rất là thù địch, cũng thực hiện việc bắn quả tiễn vào quốc gia Syria. Iran bắn quả tiễn vào Syria, thì đây là một trong những hành động hoàn toàn có thể châm ngòi cho chiến tranh Trung Đông nổ ra. Cùng lúc này thì các anh chị biết hải quân Iran cũng tổ chức diễn tập quân sự với Trung Cộng tại Vịnh Ba Tư. Iran và Trung Cộng tổ chức diễn tập rất lớn các anh chị. Iran bắt tay với Trung Cộng, còn Trung Cộng thì đang muốn xâm nhập vào Trung Đông, một trong những cái nơi mà họ bán vũ khí rất là nhiều, bán và tài trợ, viện trợ cho vũ khí rất là nhiều. Ngày hôm nay là ngày 22, thì không biết là cái liên minh diễn tập giữa Trung Cộng và Iran, hai nước độc tài, một thằng là độc tài cộng sản, một thằng là độc tài tổng thống, nó diễn tập hùng hổ ra sao mà có một chiếc máy bay không người lái của Iran, liên quân Iran và Trung Quốc bay qua vùng trời Syria, thì vừa xâm nhập vào vùng trời Syria, giống như là một cái hành vi ngông cuồng mà cảnh cáo Syria, thì bị không quân Mỹ bắn hạ trên vùng trời đó. Thì Trung Đông đang đứng trên bờ vực của chiến tranh. Các anh chị biết hiện bây giờ những nước Hồi giáo họ đang chuẩn bị bước vào tháng ăn chay Ramadan. Tháng ăn chay Ramadan thì ngòi nổ ở Syria hoặc là Qatar, hai ngòi nổ này cũng là các quốc gia Hồi giáo, thì tháng ăn chay Ramadan thì họ không làm gì hết.